đi. Mình là một người không thích ăn lẩu, nhưng mà team Gen Z thì có. Nhiệm vụ của mình ngày hôm nay là phải tìm một cái bếp nào đó mà nó thật là chất lượng nè, mà giá thì phải hợp lý, để mà khi cần dùng thì cứ mang ra dùng thôi. Mà anh em biết rồi đó, nhắc tới đồ gia dụng mà chất lượng cao, giá thì ngon á, thì mình chỉ nghĩ ngay đến đồ của Xiaomi thôi. Ở đây mình đang có một em bếp từ nhà Xiaomi nè, Micha DCL002CM Youth Version. Giá thì tầm khoảng 700k thôi, còn chi tiết này như thế nào thì vào video thôi. Với cái tầm giá này á, thì anh em sẽ không có một cái thiết kế nó quá là phức tạp hay là đặc biệt quá nhiều đâu. Tuy nhiên, nói về sự khác biệt á, thì em này có sự khác biệt nha. Và sự khác biệt lớn nhất của em này nằm ở cái hình dạng của em nó luôn. Với các bếp từ mà anh em thường dùng á, thì sẽ là dạng hình chữ nhật, và anh em sẽ thao tác điều khiển ngay trên mặt trên luôn, cái mặt mà tiếp xúc với nồi ấy, nên nó sẽ tạo cái cảm giác không được an toàn cho lắm. Còn với con bếp từ này của Xiaomi á, thì cũng rất là tối giản, hai màu trắng đen sạch sẽ cho căn bếp, và hình dạng sẽ là hình tròn như thế này. Thao tác điều khiển cũng sẽ với cái nấm xoay trước mặt này luôn, nên là sẽ hạn chế cảm giác lo sợ, nguy hiểm hay là bị giật. Với cái ngoại hình như thế này á, thì theo mình nó sẽ tiết kiệm diện tích trong khu vực bếp của anh em khá là nhiều đấy. Các thao tác điều khiển trên nấm xoay sẽ có xoay, nhấn và nhấn giữ. Và có một thứ rất hay là xung quanh cái nấm xoay này nó có các chấm đèn LED hiển thị mức nhiệt độ luôn nhé. Mặt trước của nấm xoay sẽ là biểu tượng bật tắt nguồn, chứ không phải là một cái màn hình OLED thường thấy ở cái nấm xoay trên các thiết bị gia dụng của Xiaomi đâu. Và cũng vì đây là phiên bản Youth, còn đến khi nào mà anh em mua được cái phiên bản chính của em nó thì mới có màn hình OLED như thế này thôi. Mặt tiếp xúc với nồi hoặc là chảo của con bếp từ này á, cũng sẽ là mặt kính truyền thống ở cái con bếp từ thông thường khác nhá. Mặt kính này theo mình thấy là khá dày và đặc. Tuy nhiên là với tầm giá này chắc chắn độ dày và đặc sẽ không quá cao rồi. Nhưng đây là con bếp từ vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu căn bản cho anh em thôi. Dưới đáy của con này thì anh em sẽ thấy khu vực tản nhiệt của bếp và bốn chân đế được bọc cao su để hạn chế bếp bị trơn trượt trong khi sử dụng. Đặc biệt là con bếp này cũng rất là nhẹ nhàng, khoảng 2,5kg thôi, nên là các chị em mua bếp này về dùng cứ phải gọi là vô tư luôn. Nói về hiệu năng cũng như là một vài tính năng hay ho trên con bếp từ này đi, bởi vì đây là phiên bản Youth hay có thể gọi là phiên bản Lite ấy, nên nó sẽ không giữ được quá nhiều tính năng hay ho ở phiên bản chính, nhưng nó vẫn giữ được về mặt hiệu suất cũng như là vài tính năng chính. Công suất của con bếp này là 2100W ha, và cái lõi từ bên trong cũng khá là dày, 156mm lần, và cuộn từ cũng được sắp xếp theo thiết kế 2 tầng, nên là khả năng làm nóng và duy trì nhiệt độ của con bếp này cũng rất là ổn định luôn. Với hiệu suất như thế này thì mình nghĩ con bếp từ này của Xiaomi sẽ đáp ứng các nhu cầu từ đơn giản như là nấu nước nhanh này cho anh em, đến việc duy trì một mức nhiệt độ một cách ổn định để anh em có thể nấu nướng và đặc biệt là ăn lẩu nè. Thao tác trên cái núm xoay rất là đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Khi xoay sẽ có cảm giác là thay đổi từng nấc nhiệt độ khác nhau, và đồng thời chấm LED cũng sẽ hiển thị như thế này. Và anh em sẽ có 9 mức nhiệt độ từ cao đến thấp cho anh em tùy ý lựa chọn. Nhấn giữ để mở tắt bếp, xoay núm để thay đổi mức nhiệt độ theo ý thích, và nhấn một cái để tạm ngưng hoặc là tiếp tục nấu. Thứ mà mình thích nhất ở trên con bếp từ này đó chính là cái vòng cao su này nè. Cái vấn đề mà mình thường hay gặp với những con bếp từ là khi mình đặt nồi hoặc là chảo lên á thì không có cái gì cố định lại cả, cảm thấy rất là không chắc chắn. Còn em bếp Xiaomi này nó sẽ có cái vòng cao su để giữ nồi hay là chảo của anh em cố định ở mặt bếp như thế này, rất là tiện luôn. Khi mà mình mua em bếp này thì mình cũng mua thêm một cái nồi cũng của Xiaomi luôn. Mình nghĩ là anh em cũng nên trang bị cho mình một cái nồi như thế để vừa cỡ với con bếp từ này luôn nhé. Một điểm hay ho khác ở trên con bếp từ này và khiến nó khác biệt so với những con bếp từ truyền thống là nó có một cái hệ thống bảo vệ người dùng cùng với cảm biến nhiệt độ. Đầu tiên, khi mà phát hiện quá nhiệt và chạm tới ngưỡng quá nóng thì bếp sẽ tự động bật cái chế độ bảo vệ và ngưng làm nóng. Thứ hai, khi mà bếp phát hiện là không có nồi hoặc là chảo nằm ở trên mặt tiếp xúc thì con bếp này sẽ tự động thông báo bằng việc báo động và chớp dãy LED cho người dùng biết được cũng như là ngừng làm nóng luôn. Khi mà anh em đặt nồi hoặc là chảo vào thì bếp cũng sẽ tự động ngừng báo động và máy sẽ hoạt động lại bình thường. Với tầm giá này thì như vậy là quá ngon rồi đấy chứ. Mình nghĩ nếu như mà anh em cần một con bếp từ có nhiều tính năng thông minh hơn để sử dụng thường xuyên cũng như là dùng chính thì anh em nên chọn bản chính của em này. Bởi vì ở bản chính em nó sẽ có màn hình OLED cũng như là có thể điều khiển bằng app và wifi nữa. Còn nếu như mà anh em không quá quan tâm đến những thứ đó, chỉ cần một em bếp từ có hiệu năng tốt nè, dùng cơ bản, lâu lâu mang ra nấu lẩu, hoàn thiện tốt nè, có nhiều cơ chế bảo vệ người dùng thì bản Youth của em này sẽ ok hơn rất là nhiều. Tổng kết lại, Micha DCL002CM Youth Version, chiếc bếp từ thể hiện rõ tính chất của mấy con hàng Xiaomi luôn. Chất lượng cao, hoàn thiện tốt, giá thì ngon, phù hợp với các nhu cầu của anh em, đặc biệt là có các chế độ bảo vệ người dùng nữa. Chỉ với 700k thì anh em thấy sao? Để lại comment cho tụi mình biết nha. Và đừng quên like, share và nhấn subscribe cho channel của Gen Z. Mình là Đức Phi, hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye anh em.